Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình gọi là Mỗi ngày một cổ phiếu, mỗi ngày một cơ hội ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua về cái cổ phiếu đó chính là TCB, một mã cổ phiếu ngân hàng nằm trong cái nhóm cổ phiếu VN30, một ngân hàng thương mại cổ phần vốn hóa lớn, đó chính là Techcombank. Rồi ok, thì trước khi bước vào cái video này thì anh chị nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như là thả cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để có thể tăng cái độ tương tác cho video để giúp cho nhiều anh chị nhà đầu tư biết tới hơn ha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta bắt đầu bước vào video ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về điểm mua điểm bán của Techcombank về trong ngắn hạn và kể cả về mặt trung hạn nha. Thì trung hạn thôi, không cần thiết phải dài hạn đâu, trung hạn thôi. Trung hạn thì em nghĩ là hôm nay là tháng 5, mình cứ cho là tháng 6 đi, từ từ đây cho tới cuối năm thì cái đó chúng ta cũng sẽ được tính là trung hạn, có thể là 3 tháng cũng là trung hạn rồi. Đối với em, ngắn hạn đối với một mã cổ phiếu ngân hàng là tầm khoảng một tháng thôi, còn trung hạn là từ 3 tháng trở lên đó. Thì lát hồi chúng ta cũng sẽ bàn luận với nhau về ngắn hạn và trung hạn, điểm mua điểm bán cũng là xu hướng của Techcombank. Mã cổ phiếu Techcombank rồi, ok ha nhỉ. Thì chúng ta đi vào mã cổ phiếu Techcombank ha. Thì ở trong cái khung daily thì chúng ta thấy Techcombank đang nằm ở trong một cái nền tích lũy số 2. Thì đây là cái nền tích lũy đầu tiên của Techcom. Thì Techcom đã tạo được một cái nền tích lũy số 2 và chúng ta thấy được có một cái dấu hiệu, đó chính là dòng tiền đã vào trở lại Techcom vào cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên không có quá lớn, nhưng mà đây cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt, một cái điểm cộng cho mã cổ phiếu Techcombank mà chúng ta có thể quan tâm. Đây là một cái mã cổ phiếu mà em đã khuyến nghị mọi người mua vào cái phiên giao dịch ngày 19 tháng 5, là vào ngày thứ sáu tuần trước, cái vùng mua là 29.4 29.6. Tuy nhiên hôm nay Techcombank đã có một cái điểm test lại, quay về test lại cái vùng loanh quanh là gần loanh quanh là 30 30 cho tới 30.1. Thì đây đó chính là cái điểm mua số 2 của mã cổ phiếu Techcombank, cũng như là cái điểm mua gia tăng thêm, cũng như là cái điểm mua mới. Nhưng mà cá nhân em thì view rằng là thị trường đang gặp những cái áp lực rung lắc, thị trường chung á nhỉ, đặc biệt là VN30 đang gặp những cái áp lực rung lắc, tạo lập họ đang dùng trụ để kìm nén chỉ số lại, cho nên khả năng cao là Techcombank vẫn chưa có thể bung được, mà có thể là tích lũy ở đây từ 2 cho tới 3 phiên, test đi test lại cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của nó, đó chính là loanh quanh 30 cho tới 30.2. Thì đây cũng là cái điểm mua số 2 dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có được cái mã cổ phiếu Techcombank. Về mặt ngắn hạn thì cái vùng mua sẽ là từ 30 cho tới 30.2. Target ngắn hạn sẽ là cái vùng 33 cho tới 33 chấm ít, và cái điểm cắt lỗ cho dành cho những anh chị em nào đánh theo cái trường phái ngắn hạn đó chính là 29.6. Thì khi mà thủng qua cái mốc là 29.6 thì anh chị sẽ cắt lỗ hết. Thì chúng ta cùng đo nha anh chị, em sẽ lấy cái mốc là anh chị cho anh chị mua giá 30.2 đi. Thì nếu anh chị cắt đi, cắt lỗ cái mốc là 29.6, 29.5 cũng được, là một cái mức lỗ tương đương là 2%. Nếu anh chị nào mạo hiểm hơn thì có thể đặt cái mức cắt lỗ lên quanh tầm cái vùng là 29.3, 29.2, thì cái mức lỗ của mình sẽ là 3%, và cái mức lợi nhuận của mình đo lên target là từ 30.2 mà đo lên tầm khoảng lên quanh là 33. Thì cái mức lợi nhuận chúng ta đem lại được là tầm khoảng 9% so với cái mức cắt lỗ tối đa là 3%. Thì cái tỷ lệ RR risk and reward đó chính là 1:3, một đồng 3 đồng lợi nhuận đánh đổi một đồng cắt lỗ. Thì em thấy đây là một cái deal rất là tốt ở trong ngắn hạn. Tuy nhiên để Techcom có thể là lên được 33 thì em nghĩ là cái khoảng thời gian của nó là sẽ cần ít nhất là 2 tuần. Ít nhất là 2 tuần để cho Techcom có thể là lên được 33. Thì cái đó là trong ngắn hạn. Một cái mã cổ phiếu ngân hàng ở trong 2 tuần mà nó sinh một cái mức lợi nhuận là 9% thì em thấy đây là một cái deal rất là tốt. Ok, dành cho những anh chị nào thích ngân hàng. Về mặt trung hạn thì cái điểm mua cũng là quanh cái điểm mua hồi nãy em nói là từ 30 cho tới 30.2. Anh chị có thể dàn trải ra nhiều hơn phòng trường hợp nó có thể nó test về một cái vùng sâu hơn, đó chính là 29 chấm ít. Thì cái điểm cắt lỗ anh chị sẽ đặt xa hơn giúp em, đó chính là 28.4, dành cho những anh chị em nào muốn ôm Techcombank trung hạn thì hãy đặt cái mức cắt lỗ giúp em là 28.4. 28.4. Thì nếu mà chúng ta đo xuống cho anh chị mua qua loanh quanh là 30 chấm ít ở đây đi, 30.2, thì đo xuống làm cái mức lỗ tối đa mà anh chị có thể phải chịu đó chính là 6%. Nhưng mà cái mức lợi nhuận mà Techcom mang lại về cái mặt trung hạn cho anh chị em là tầm khoảng hết tháng 6, hết tháng 7 đi. Hết tháng 7 thì có khả năng là Techcom sẽ lên lại được cái vùng cân bằng ở trong cái khung đồ thị khung tuần ở bên này, đó chính là quanh cái vùng 36 cho tới 38. Thì mình chia ra trung bình là em cứ lấy là 36 đi ha. Thì cái mức lợi nhuận mà Techcom có thể mang lại cho anh chị đó chính là 19%. Chúng ta sẽ làm tròn là 18% đi, 18% so với cái mức cắt lỗ là 6% thì tỷ lệ vẫn sẽ là 1:3. 3 đồng lợi nhuận đánh đổi một đồng rủi ro. Thì em thấy đây là một cái điều rất là hấp dẫn về mặt trung hạn, một mã ngân hàng nằm trong nhóm VN30 mà trong vòng từ 1 cho tới 2 tháng mà đem lại một cái mức sinh lời là tầm khoảng 18, thậm chí là có thể là hơn 20% trong vòng từ 1 cho 2 tháng. Thì em thấy đây là một cái mã cổ phiếu, một ngân hàng nằm trong nhóm VN30 rất là hấp dẫn, và đây là một cái deal trung hạn cực kỳ hấp dẫn mà em có thể là tìm ra được cho anh chị em, mà em đã chia sẻ mọi người từ tuần trước rồi chứ không phải là tuần này. Tuy nhiên mã này vẫn còn điểm mua, và một trong những cái lý do em khuyến nghị mã Techcombank này đó chính là
do nó nằm trong nhóm ngân hàng và nằm thuộc cái top trong VN30. Thì trong giai đoạn sắp tới, nếu như thị trường muốn vượt được cái cản 107X hay thậm chí là vượt được cái đỉnh liền kề là 1084 thì không thể nào thiếu cái nhóm ngành ngân hàng, cũng như là không thể nào thiếu cái sự trợ giúp đến từ nhóm VN30. Mà cái nhóm mà mã cổ phiếu Techcombank đã có những cái dấu hiệu dòng tiền vào cũng như là cái đồ thị kỹ thuật đang rất là ok. Và chúng ta đi qua về cái phần xu hướng, thì về xu hướng thì anh chị có thể thấy là cái chỉ báo Arun, cái đường màu tím đã cắt lên cái đường màu xanh từ ngày hôm qua. À, từ ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua đó chính là chúng ta gọi là cái điểm nổ, đúng không? Cái điểm nổ vượt nền. À, thì thông thường giống như cái thị trường này em nói mọi người là chúng ta không bao giờ chúng ta mua ngay những cái điểm nổ, mà chúng ta mua ngay những cái nhịp retest. Thay vì anh chị đu cái mã Techcombank ngày hôm qua thì hôm nay anh chị mua được cái giá thấp hơn, có thể là 30 30.1, thấp hơn ngày hôm qua. Thì đó là cái cách mà chúng ta giao dịch ở trong giai đoạn như thế này. Và hiện tại là cái đường màu tím vẫn đang nằm ở cái mức là 100%, và cái đường màu xanh thể hiện cho xu hướng giảm vẫn đang cắm đầu đi xuống dưới cái mức là 14% và đang trên đường quay về cái mức 0%. Thì rõ ràng là Techcom theo cái chỉ báo Arun ở đây thì Techcombank đang trong một cái xu hướng tăng. Ngành đang trong một cái xu hướng tăng. Còn đối với cái chỉ báo DMI thì hiện tại cái đường màu tím vẫn đang nằm trên đường màu xanh, tuy nhiên cái đường chỉ báo màu hồng, cái đường tín hiệu đây vẫn nằm ở loanh quanh 16.5, vẫn chưa có cắt lên 20. Cho nên là Techcombank hiện tại theo chỉ báo DMI thì hiện tại vẫn đang là no trend, chưa xác nhận bước vào một cái con sóng tăng. Tuy nhiên trong giai đoạn sắp tới, nếu như mà Techcom vượt qua được cái vùng 31 ở đây với một cái mức thanh khoản to hơn thì cái chỉ báo DMI này cũng sẽ cắt lên 20 và xác nhận là Techcombank sẽ vào một cái xu hướng tăng mới, và cái target về mặt trung hạn như hồi nãy em nói đó là 36, xa hơn sẽ là 38. Ok ha, vậy còn ngắn hạn trước mắt là sẽ có 33 trong tầm tay. Cho nên đây là một cái mã cổ phiếu em thấy tương đối là hấp dẫn về cái mặt gọi là cơ hội và rủi ro, risk and reward, rất là hấp dẫn ha anh chị. Một đồng cắt lỗ mà đánh đổi được tới 3 đồng lợi nhuận thì em thấy là quá ok, đúng không? Thì đó là về cái điểm mua điểm bán trong ngắn hạn và trong trung hạn đối với mã cổ phiếu Techcombank, cũng như là về những cái vấn đề liên quan tới xu hướng và vấn đề về dòng tiền giống như hồi nãy em nói, đó chính là nhóm VN30 không thể nào xíu thiếu sự trợ giúp đến từ nhóm VN30, đặc biệt là nhóm ngân hàng trong giai đoạn sắp tới nếu như thị trường muốn vượt đỉnh và đi xa. Tất nhiên những cái mã cổ phiếu ngân hàng anh chị không thể nào đòi hỏi những cái mức lợi nhuận 30% 40% được. Một cái mức lợi nhuận trong trung hạn 20% là đã là quá là ghê gớm đối với một cái mã cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn rồi. Đó, chứ nói chi là trong ngắn hạn mà kiếm được 90% đối với một cái mã cổ phiếu ngân hàng là em thấy là quá dữ dằn luôn. Quá dữ dằn luôn anh chị, đúng không? Mất một cái khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. Rồi, thì đó là về cái mã cổ phiếu Techcombank. Em muốn gửi tới cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Hẹn mọi người trong cái video lần sau, trong cái chương trình mỗi ngày một cơ hội, cũng như là cổ phiếu nào có thể mua được, cổ phiếu nào có thể đầu tư được. Nói chung là em tìm ra được mã cổ phiếu nào thì em sẽ quay video và chia sẻ mọi người đối với những cái mã cổ phiếu đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh chị nào cần tìm một cái người đồng hành, một cái người tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp đối với em Tính thông qua số Zalo trên màn hình. Anh chị có thể chuyển về em đồng hành cùng với em bằng cách là mở một cái tài khoản VBS hoặc là chuyển ID về em nếu anh chị đang giao dịch bên VBS ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye anh chị em.